Xin chào tất cả các bạn trở lại với kênh của mình. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục về series các game NFT Play to Earn. Và với con game là Overlord World mình đã giới thiệu cho các bạn trong các video trước. Thì trong các video trước mình đã giới thiệu cho các bạn về chế độ PvE, đánh quái và chế độ farm. Thì trong ngày hôm nay, sau khi mà Overlord World đã cập nhật xong chế độ PvP trên mobile, thì cái chế độ này nó ra ngày 14 tháng 9. Và sau khi trải nghiệm được khoảng 3 ngày thì tới ngày 17 thì Overlord World đã đóng con game này, đóng chế độ này lại và bảo trì đến ngày 23 thì nó đã mở lại cái chế độ PvP này. Thì cái đường link tải mình sẽ để ở dưới cho các bạn, bởi vì mình không biết là website nó đã cập nhật cái đường link đó chưa, nhưng mà mình đã phải tải qua đường link trên nhóm Telegram, hoặc các bạn có thể theo dõi nhóm Telegram của Overlord World. Mình sẽ để ở phần cái miêu tả cho các bạn. Thì mình nói về cái yêu cầu để tham gia cái chế độ này, tức là các bạn phải mua thêm một con pet nữa để các bạn có thể đánh vào chế độ này. Bởi vì khi mà các bạn đưa pet vào chế độ này thì các bạn không thể đánh ở chế độ PvE để kiếm phần thưởng mỗi ngày. Thì khi mà các bạn rút pet ở chế độ này ra thì nó sẽ xử lý trong vòng 2 đến 5 ngày. Cho nên là mình nghĩ là các bạn nên mua thêm một con pet để đưa vào đây. Như mình là mình mua con Rare 1 là con Evil Red này. Giá là cũng khá rẻ hả bạn. Thì đây là những hệ thống mà nhiệm vụ của con game ở chế độ PvP này. Nó bao gồm các điểm kinh nghiệm và đánh đồng OVL. Thì hiện tại là đang có những sự kiện rất là thưởng rất là nhiều cái OVL. Lát nữa mình trải nghiệm xong mình sẽ cho các bạn thấy về cái số thưởng mà mình đã kiếm được và mình đã rút ra. Thì mình sẽ cùng vào cái chế độ này luôn. Sau khi đánh xong thì mình sẽ nói cho các bạn cách để các bạn vào game như thế nào. Đây là chế độ sinh tồn các bạn. Khi các bạn ở những level thấp dưới 10 á, thì các bạn trải nghiệm được chế độ sinh tồn này. Khi trên 10 thì có thể đánh nó có ba phút rưỡi để các bạn có thể đánh sinh tồn tới cuối cùng. Ah!
Thì con game này nó bị hôm nay nó bị mất mất một cái lỗi là nó bị fail cái kết nối, do cái số lượng người vào chơi khá là đông trong cùng một lúc, cho nên là team dev chưa có khắc phục được cái lỗi này. Thì khi mà các bạn bị cái lỗi này thì các bạn sẽ không được tính phần thưởng cho các trận luôn. Thì mình đã bị mất cái lỗi này các bạn. Thì mình sẽ nói về cái cách mà các bạn chơi con game này, tức là khi các bạn vào cái trang overlord.world thì lúc đó các bạn sẽ có cái tab là cái tab mobile, thì nó sẽ có một cái nút để các bạn dev deposit cái con pet của mình vào. Sau đó nó sẽ có một cái dòng để các bạn lấy cái QR code. Thì cái QR code này mình không thể show được bởi vì QR code này quét một cái là sẽ truy cập được vào cái account luôn, cho nên là mình không có show lên được. Thì khi các bạn quét cái con, khi mà các bạn tải cái app Overlord này về, trên web nó cũng có đường link tải nữa các bạn. Khi các bạn tải cái web Overlord này về trên Android, các bạn cài vào thì các bạn sẽ truy cập vào máy tính và lấy cái QR code đó. Sau khi các bạn deposit cái con pet của mình vào game thành công, các bạn quét cái mã QR code đó thì các bạn sẽ truy cập được vào game. Thì mình đã để mình vào cái game luôn. Đây các bạn có thể thấy cái phần scan QR nè, scan email nè. Các bạn có thể quét cái mã QR code trên điện máy tính, hoặc là các bạn tải cái mã mã của nó về, tải cái hình ảnh QR code của nó về máy và sau đó scan bằng email thì nó sẽ. Thì mình sẽ cho các bạn xem cái phần mà mình đã rút ra cái số OVM mình đã rút ra. Đây là cái phần mình đã rút ra vào lúc 3 giờ 13 phút ngày 24 tháng 9, tức là 3 giờ sáng nay. Thì mình rút khoảng, mình đã đánh được khoảng 500 OVL, và khi bạn rút ra thì nó đây, các bạn có thể thấy nè, rút con bé thì nó sẽ tốn 500 đồng token OVL, và các bạn rút token OVL cũng vậy, nó cũng sẽ tốn 50 đồng token OVL. Và cái giá OVL hiện giờ là mình thấy trên website của nó hiện đang để là khoảng 0,05. Thì khi mà team dev xử lý cho khoảng 2 đến 5 ngày trả về, mình không biết là nó có bị xả và xuống giá hay không. Nhưng mà với cái so với tính theo cái token hiện tại thì mình đã kiếm được khoảng 25 đô với 500 token. Thì hiện tại nó đang khá là ok các bạn. Và mình nghĩ cái chi phí đầu tư cho một con bé đưa vào đây thì nó rất là xứng đáng, bởi vì cái game này chơi khá là cuốn các bạn, và mình nghĩ là các bạn nên trải nghiệm cái chế độ này. Rồi, mình đã trải nghiệm xong cái chế độ, và mình nói luôn là ở đây nó có các vũ khí nè bạn, các trang bị thiết bị nè, và có cả phần upgrade cũng như là tạo ra các trang thiết bị này, có phần đá quý và nó có phần mystery store. Đây là cái những cái gương đến giờ là những cái gương mà các bạn có thể làm miễn phí để các bạn được các chest, và những cái con chest này là những gương mà các bạn có thể mở khi mà các bạn đánh đánh càng nhiều trận thì các bạn sẽ được càng nhiều cái điểm điểm này để các bạn mở cái gương này và sẽ được các trang bị. Và nó có một cái hệ thống gem stone nữa. Đây các bạn, rắn ngọc ở đây. Cái bảng ngọc này là mình nhớ tới cái game Liên Minh Huyền Thoại.
game MOBA. Thì các bạn tăng cấp cho badge của mình ở đây, ví dụ các bạn được các mảnh badge, overview badge, mình đã được 5 mảnh con badge mà mình đã deposit vào đó bạn, và mình tăng cấp cho nó lên được level 5. Đây, khi các bạn lên được level 7 á, thì các bạn sẽ được mở khóa cái đánh solo, và khi mà các bạn lên level 8 thì các bạn sẽ mở khóa được trận đánh deathmatch. Thì các trận đánh ở các level cao thì nó sẽ càng được nhiều phần thưởng hơn, và các hệ thống nhiệm vụ ở đây các bạn có thể thấy nè, 400 đồng, 200 đồng, 100 đồng khi bạn các bạn đạt các mốc nhiệm vụ ở đây thì các bạn sẽ được thưởng càng ngày càng lớn. Thì đó là cơ chế để các bạn có thể kiếm được phần thưởng token OVL thông qua cái chế độ chơi PVP này. Như vậy là mình đã review xong về cái con chế độ PVP trên mobile của con game Overlord World. Thì mình nhận thấy dev của team Overlord World rất là uy tín và đúng hẹn và khá là ok, và con game này mình nghĩ là đi được khoảng đường rất là dài luôn. Cho nên là bạn có thể cân nhắc để vào con game này và chơi ở hai chế độ này. Rồi, xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video review về các con game NFT Legion tiếp theo.